Mình biết tour này qua fanpage của Stone Village. Tình cờ thì em có thấy thông tin tour này ở trên Footmap và em quyết định đăng ký tham gia chương trình này. Điều ấn tượng nhất trong tour thì có lẽ là về những cái mùi vị cà phê và hương vị cà phê mà trước giờ mình chưa biết tới. Điều ấn tượng thứ nhất mà em cảm thấy rất là vui đó là được có cơ hội giao lưu trải nghiệm cuộc sống cũng như là văn hóa của người dân bản địa. Cái thứ hai là em có cơ hội được bổ sung các kiến thức cơ bản cũng như là nâng cao về sensory cupping theo chuẩn của quốc tế. Cách rang cà phê của mình thì nó sẽ ok để mình có thể nhận biết được hương vị nó tốt hơn và mình sẽ áp dụng vào trong khi rang của mình để cho cái gu khách hàng của mình họ thưởng thức cà phê được ngon hơn. Chắc chắn là em sẽ có thêm các kiến thức về cà phê rồi. Cùng với đó là mình sẽ hiểu thêm được cái quá trình người nông dân làm hạt cà phê bắt đầu từ farm cho đến sơ chế, rang xay và ra được tách cà phê mình uống hàng ngày. Đây là tour đầu tiên Footmap liên kết với nhà sản xuất để đưa khách hàng của Footmap về vùng nguyên liệu. Và thông qua tour cà phê học thuật này, Footmap mong muốn những khách hàng của mình biết được chính xác như thế nào là một hạt cà phê tốt. Và hành trình để mang một hạt cà phê tốt từ nông trại, sơ chế và rang xay như thế nào. Lý do mà bọn mình tổ chức cái tour này đó chính là mình mong muốn truyền đạt được cái kiến thức chuẩn từ Hiệp hội Cà phê Thế giới. Bản thân mình là huấn luyện viên truyền đạt cái kiến thức này. Thì mong muốn người tham gia tour được trải nghiệm thực tế kiến thức cà phê sản xuất và tạo ra được cái sản phẩm sạch, chất lượng. Lý do mà chúng tôi tổ chức cái tour học thuật cà phê này. Các bạn đến một cái tour này không phải là các bạn đi đến thăm khu vườn và thăm khu vực sơ chế và chụp cái tấm hình. Mà các bạn đến một cái tour như chúng tôi tổ chức, các bạn sẽ được trải nghiệm từ kỹ thuật chăm sóc vườn cây, kỹ thuật thu hái, tất cả các phương pháp sơ chế. Bên cạnh đó thì các bạn sẽ có một huấn luyện viên là bạn Hòa, sáng lập của Stone Village, sẽ nói cho các bạn biết về các kỹ thuật rang cà phê, kỹ thuật thử nếm, cách đánh giá một ly cà phê tốt, cách đánh giá nhân xanh của cà phê, những hạt nào là có thể đạt tiêu chuẩn và hạt nào là cần phải bị loại. Chúng tôi cũng rất là hy vọng là sau một cái tour các bạn trải nghiệm như vậy và ra về thì các bạn sẽ mang được một cái lượng kiến thức về cà phê để có thể áp dụng vào cái công việc kinh doanh của các bạn sau này. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight.